Chào các bạn, chúng ta này mình sẽ review về ICO, đó là ICO Rise Network. ICO này hiện tại có trong web chính thức của mình, đó là Rise Network, Relation Network. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang web này tìm hiểu về dự án của chúng tôi. Và trang web của chúng tôi thì có giới thiệu về Rise ở đầu đường, thường ngũ, bí Rise, mua Rise, MVP, đăng ký, và cách đăng nhập. Chào mừng bạn đến với Rise Network, thế hệ thứ hai của Enthum. Các bạn hãy tham gia chương trình giới thiệu một cái tại đây và mua mã thông báo của ICO Rise tại đây. Và đây là một số chỉ số về loại hình tiền tệ như là với các loại hình như là Rise Network, Rise Network của chúng tôi và tiền kíp, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin, v.v. Bên đây chúng tôi đăng tải giới thiệu cơ bản về dự án ICO Rise Network. Về đây thì khám phá các tính năng và chức năng của Rise. Với các tính năng Primary, bằng chứng độ ủy quyền quy chỉnh của cổ phần CPOS, ra thức chống đạn cho bảo mật, mạng blockchain linh hoạt, FBN công khai và riêng tư, giải pháp blockchain bảo mật EPPS, thì giao dịch không Rise Pay, Microtransaction với hệ thống giao dịch đa MTS, phòng thí nghiệm nghiên cứu RAS 3S Wallet bằng chứng lượng tử tuân thủ GDPR. Một blockchain Rise Network dựa trên công nghệ blockchain hoàn toàn mới đang phát triển và cải thiện mọi lúc. Trong một vài năm tới thì công nghệ blockchain đã càng ngày càng được áp dụng, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề về giữa công nghệ này trở lại chính thống. Rise Network đang tìm cách giải quyết vấn đề này. Và tiền điện tử Rise Network là một cryptocurrency nhằm mục đích cách mạng hóa trải nghiệm của bạn trong với tiền tệ điện tử. Chúng tôi xác định các vấn đề tiền điện tử phổ biến khác nhau, từ khả năng sử dụng đến các hoạt động hệ thống phân tán hoạt động. Chúng tôi đang áp dụng các tính năng đã biết trong hệ tiền điện tử như là giao thức chính thực, DPoS và giao thức đa thuật toán, nhưng chúng tôi đã sửa đổi các tính năng để áp đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Với các giao dịch cực nhanh với phí bằng không, bằng cách chọn một giao thức đa thuật toán, chúng tôi sẽ có thể cải thiện nó theo một cách thích hợp và độc đáo để chúng tôi tối đa hóa khả năng mở rộng cách mạng blockchain của chúng tôi. Thông qua được bỏ phiếu nội bộ của nhóm phát triển, chúng tôi nhất trí chọn mạng blockchain của chúng tôi sẽ có phí giao dịch bằng không. Đó nghĩa là tất cả các giao dịch được thực hiện bởi Rise Network có được chi phí bằng không để tiền từ Rise có thể được chấp nhận tốt hơn và ở mức cao nhất có thể. Về quyền riêng tư bảo mật thì chúng ta sẽ đạt được sự riêng tư và bảo mật thực sự bằng cách chọn thuật toán đúng. Trong trường hợp này thì thuật toán hiện đại bằng cách tính chỉnh quy trình nó theo độc đáo của chúng tôi. Và chúng tôi có thể đạt được khả năng mở rộng thực sự cao và tiêu chuẩn cần cùng lúc. Khi thực hiện một trong hai giao thức bổ sung như là TOR và EIP sẽ cho phép người dùng của chúng tôi tận hưởng toàn bộ quyền riêng tư. Nhờ có hai giao thức này thì không có giao dịch nào có thể bị truy tìm bất kỳ cách nào. Vì thực hiện giao thức chống đạn sẽ làm cho mạng Rise miễn dịch với các tấn công chiến dịch của người từ máy tính từ bằng cách được ủy quyền quy chỉnh của cổ phần một số những tính năng đặc biệt của dự án của chúng tôi như là Global Space và CDOPOS. Đây là giao thức cấp cấp nhanh chóng và hiệu quả nhất hiện nay. Và đây là một phiên bản mở rộng của CDOPOS với việc bao gồm tính năng tin cậy và hiệu quả được gán lại cho các biểu hiệu suất tốt nhất. Đây là một giao thức đồng thuận mạnh mẽ và linh hoạt, lựa chọn xác định của các nhà sản xuất khối để cho phép các giao thức được xác nhận trong trung bình chỉ một giây. Với hệ thống giao dịch đa MTS, đây là một trong những tính năng blockchain được lập kế hoạch cho chúng tôi hệ thống giao dịch bằng một lần nhất, nơi chúng tôi đứng đầu công ty có thể gửi thanh toán cho tất cả những nhân viên của mình bằng một cú nhấn đến nhất chuột. Có hàng trăm ứng dụng có thể có của blockchain, thậm chí không giới hạn ở thanh toán bằng tiền kỹ thuật số. Trong mạng blockchain như vậy, một người dùng có thể gửi dữ liệu hàng trăm người hoặc một hệ thống khác trong blockchain. Theo các vấn đề ngành công nghiệp cần một blockchain được bảo mật và riêng tư, người dùng tiền điện tử có thể nói chung yêu cầu phí giao dịch thấp các cuộc thanh toán bảo mật. Với các giải pháp mạng blockchain linh hoạt FBN, chúng tôi cũng giải pháp cho cả hai một blockchain an toàn và riêng tư cho các ngành công nghiệp của một cryptocurrency an toàn và nhanh chóng cho người dùng chung. Một nhóm kỹ thuật của chúng tôi đang làm việc trên mạng với khối chuỗi linh hoạt có thể chuyển đổi giữa người dùng, công nghiệp theo yêu cầu của người dùng trong nhu cầu của họ. Ví dụ đầy đủ đã có thể được thực hiện sản phẩm với giá trị tối thiểu MVP đã phát triển để chứng minh rằng khái niệm FBN với các thức chống đạn có thể chọn để triển khai mạng chuỗi linh hoạt này.
Tiếp theo việc giảm giá chung cư trước thì các bạn có thể click ngay tại đây để mua. Đây là xem gì về giảm giá chung cư. Đến phòng thí nghiệm nghiên cứu Ray, một quan hệ đối tác của chúng tôi với các trường đại học trên toàn thế giới. Ray quan hệ đối tác, các bạn có thể tải xuống để xem các khóa lịch vật ở đây và chính sách tại đây. Và đây là các đội ngũ phát triển của dự án, như cũng là mức điều hành, trưởng phòng, tân thủ, giám đốc kinh doanh, v.v. Và đây là các thành viên của nhóm cố vấn, như là giám đốc điều hành, tiến sĩ, phó giám đốc điều hành tại Oklo, v.v. Và đây là các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Đây là các thành viên của nhóm hoạt động như là người thiết kế, chuyên gia truyền thông. Đây là các thành viên của nhóm quản lý doanh nghiệp, các thành viên của nhóm phát triển blockchain. Và đây là việc khám phá của Ray, thì chúng tôi bắt đầu dự án từ quý 1 năm 2018 đã đưa ra ý tưởng đấy được tạo ra với hình thức ban đầu tạo lộ trình. Tiếp theo thì tôi có kế hoạch phát triển cho đến hiện tại đang ở trong giai đoạn bán mã thanh toán của dự án ICO, và chỉ tôi cho các kế hoạch phát triển cho đến 2019 thì sẽ còn triển khai Ray's Mainnet, Ray's Bar, S Network, quan hệ đối tác mới, v.v. Về phần phân bổ tiền của chúng tôi gồm có các bạn có thể xem V3S và các bạn có thể xem thêm chi tiết của V3S tại đây và các bạn tại đây. Các bạn có thể dành một cái phút để xem tìm hiểu thêm về V3S. Tiếp theo thì như các bạn thấy video của mình là giới thiệu đến các bạn về web của ICO Ray Network. Các bạn hãy truy cập trực tiếp vào trong web để tìm hiểu các tin tức của dự án ICO Ray Network, và các bạn có thể tìm hiểu chúng tôi và tham gia cộng đồng mạng của chúng tôi qua các trang như là Twitter, Facebook, Telegram, v.v. Và tìm hiểu thêm về dự án của chúng tôi bằng cách đăng ký, đăng nhập tại đây. Nếu như bạn chưa có tài khoản thì có thể click tại đây để đăng ký và làm theo hướng dẫn để tìm hiểu về dự án. Hiện tại thì video của mình đến đây hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.